Hello, xin chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh câu cá giải trí của nhà Dì Cao Vlog nha. Thì hôm nay tiếp tục mình đi câu ISO nha anh em. Như trước khi kêu câu ISO thì mình bây giờ đi bắt cua. Thì hôm nay mình tiếp tục câu ISO bằng cua nha. Ở cái địa điểm cũng khá là quen thuộc với mình. Thì bây giờ là anh em đi bắt cua. Bây giờ mình bắt nha. Chai mình bắt đại chai này rồi mình sẽ tiến hành đi câu cho bạn xem. Rồi đi thôi bạn ơi. Bắt cua mà làm như là đi lụm ve chai ơi. Đây anh em. Những con cua như thế này là câu rất là hiệu quả nha. Đây. Nó thấy con bự. Đây tranh thủ bắt nhiều sợ cá nóc nhiều đấy. Bắt nhiều. Cá nóc ngoan nè. Cá nóc ăn hết. Ui, ui. Con này nhiều lắm các ơi. Lên lên. Ở trong dưới này nhá. Đi. Ui giời ơi, không biết chụp con nào luôn ông nội à. Nhiều quá. Cuối cùng không bắt được con nào luôn á. Dập giò rồi. Nó chạy nhanh quá. Không biết bắt con nào luôn. Đâu chìa con cua đây. Nè, chiếc cua nè. Chừng quá. Đây con cua nè. Thả loại mini này thả anh em chạy nha con, sống năm sau tao bắt câu tiếp mày. Ui con kia còn to hơn mà ông còn thả mà con bé tí ông bắt. Nhỏ thì gấp hai ba con vô. Ui. Nó nằm mà tao không thấy luôn. Ui. Thiệt chứ bên đây nếu mà lụm da chai bán có tiền chắc lụm giàu mất luôn. Ờ. Mày nghĩ gì da chai nhựa trời luôn. Gặp như này bên Việt Nam là lụm mớ tiền rồi đó. Ờ. Đi sang bên này đi. Nó bắt con cua làm như kiểu bắt cái gì vậy. Cái này nó có nước nó chạy nhanh. Ôi nó chạy như là một cái gì vậy. Ôi đè cái nó giải ngoe còn. Đè không phát là được. Đè còn cua ngon nữa. Má bắt cua này cũng là một thử thách nhanh tay hay không á. Cái này mà có miếng thịt gà hay gì để một hồi là vũ vô cái thao về là ngon luôn. Ôi giời ơi nó chạy. Đè xuống nha. Bự. Ngay chân anh nè. Đây. Con cua này cũng phải là tay chân phải lanh lẹ. Sau thành quả của mấy anh em mình đi bắt cua là được một chai cua nha anh em. Rồi bây giờ là mình tiến hành sẽ đi xuống cái hướng phía dưới. Xuống cái phía dưới núi dưới kia mình mới câu nha. Khu này là để mình bắt cua thôi. Rồi bây giờ là mình đi câu mình sẽ có gì hay và thú vị mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Rồi bây giờ đi thôi các bạn. Hôm nay là một ngày chủ nhật trời thời tiết rất là tuyệt vời anh em ạ. Rất là thuận lợi cho các cần thủ đi câu vào hôm nay và bây giờ mình sẽ đi xuống đây mình câu cho anh em xem nha. Rồi bây giờ let's go thôi. Nhiệm vụ của em xuống dưới là chỉ ngồi gửi cá với quay video cho anh thôi. Rồi về sau cho cá gì ăn. Đủ ăn mấy con đi câu mấy con về ăn. Với xuống đi qua bên đây câu nha các bạn. Nãy quá trình chuẩn bị đồ xong hết rồi. Bắt cua nãy bây giờ mình câu. Đây là thầy mình đang câu đây. Thầy mình đang câu hôm nay tất cả mọi người câu cua hết nha. Đấy. Hôm nay sóng biển rất là to luôn anh em ơi. Sóng to sư phụ câu. Anh sẽ chích tiệc ra sẽ. Dekimasu. Đấy. Các bạn cứ chọi ra thu từ từ dở lên dở xuống cho con cua nó theo cái nhịp sóng nha. Thì những cái mình cũng nói luôn, những cái địa hình mà mình câu con cháp á, các bạn lựa những cái phiến đá như thế này. Xung quanh có những phiến đá như thế này nha. Đấy. Là con hào á, con ốc nó bu lại rất là nhiều. Cho nên là con cháp này nó đặc biệt nó rất là thích ăn những cái con cứng như thế này. Cho nên là các bạn những cái địa hình như thế này rất là thích hợp cho các bạn câu cháp nha. Đây thầy mình câu đây. Đấy. Bây giờ mình qua hướng bên đây mình câu anh em. Mình qua bên đây mình câu nha. Bên đây câu thú vị đó. Không có gì khác so với mọi khi nha. Mình cũng sử dụng những con cua như mọi hôm.
Đây, con cua thì mình cũng móc sơ lược như thế này nha anh em. Đấy, anh em thấy rồi đó nè. Quay cận cảnh cho anh em xem đó. Rồi bắt đầu mình ra mình câu nha. Địa hình hôm nay nó cũng hơi khó câu, cho nên là mình phải tìm những cái địa điểm bằng thẳng như thế này mà câu nha anh em. Nói chung là cũng khá là vất vả cho mình hôm nay đấy. Hôm nay thời tiết khá là nóng, nhưng mà được có cái là thủy triều nó hơi thấp cho anh em. Chứ còn thủy triều mà hôm nay mà thủy triều mà cao là câu rất là tuyệt vời nha. Sóng hôm nay cũng khá là vừa vặn. Đấy, những người để mình câu như thế này nha. Có núi đá và đặc biệt là những khu có hào đồ nhiều. Đó là anh em thấy là mình câu những cái địa điểm như thế là rất là thích hợp cho câu con cá này. Đó, anh em cứ muốn đi câu bằng đồ cua thì anh em cứ chọn những cái địa hình như thế là anh em câu là hợp lý nhất nha. Rồi, rất con cua luôn rồi. Chưa hết dính được con lươn các bạn ơi. Con lươn xanh, con lươn rác. Chậu ra là các bạn cứ ngâm cho con cua nó chìm tới đáy trước nha. Cái gì nó cũng phải xuống đáy. Tại vì con cáp này là nó ăn cái ở cái thằng cái là cao nha. Rồi xong rồi các bạn cứ nhấp con cua theo cái nhịp sóng lên xuống thì nó sẽ hiệu quả hơn là so với các bạn là cứ kéo máy liên tục nha. Cứ cho con cua của mình nó xuống đáy và nó có thể bò đi cũng được. Tại vì có một số bạn cứ bảo mà mình câu lu rê con cáp thì đi. Thì thật sự mà nói các bạn, nếu mà câu lu rê với lại câu cái cần lu rê với cái cần ISO mà, thì mình nghĩ là câu cái cần ISO thì cái độ sướng nó sẽ cao hơn. Lu rê thì nó quá đơn giản rồi. Nhưng mà mình muốn ở đây là muốn được cái độ sướng á. Mình đi câu cần ISO thì cái độ dẻo của cần nó rất là nhỏ, cho nên là khi cá mà cắn câu á, thì cái độ sướng nó sẽ cao hơn là so với các bạn mà đi câu bằng cái cần lu rê, cần cứng. Cho nên là có một số bạn kêu mình đi câu lu rê, mình thì cũng thường xuyên lu rê nhưng mà mình lu rê cái loại khác chứ không có lu rê cái loại cáp này. Sao mà cứ còn là dính lươn không vậy? Hồi nãy mình cũng đã dính được một con rồi các bạn, nhưng mà mình không có cầm máy theo mà mình không có quay cho bạn được. Hồi nãy với bạn mình nó cầm máy cho nên là mình không có quay cho bạn xem được. Hồi nãy mình có dính được con. Atarimasen. 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 À sai đấy một đai dô vợ. Thì những cái địa hình câu cáp là như thế này nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem những cái địa hình câu cáp. Đấy, những cái địa hình câu cáp thứ nhất là phải sóng to. Cái thứ hai nữa là phía trên những phiến đá là có những con hào nó bám như thế đó. Các bạn thấy không? Trắng hết thấy không? Đấy, từ bên ngoài cho tới bên trong luôn. Rồi nó bám rất là nhiều. Đó là những cái khu mà cá tráp tập trung nhiều nhất.
cho nên là anh em mà đi câu mồi cua hay là tất cả các mồi gì đó không biết, nhưng mà đi câu con cáp thì anh em sử dụng những cái khuôn như thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn, cao hơn. Tại vì những khuôn như thế này thì cá cáp nó sẽ lên ăn những con này rất là nhiều, cho nên là anh em có thể câu rất là hiệu quả so với là anh em câu những cái nơi như là bến tàu, bến cảng cũng có, nhưng mà nó sẽ cá thì nó cũng có nhưng mà nó khó câu hơn so với các bạn anh em mà chọn những cái địa hình như thế này nha. Đấy, sóng ngập quá chết. Địa hình này câu nhìn thấy cây cối um tùm, câu cháp rất là đấy, khu này hào nó bám trắng hết rồi, thấy không? Cho nên là hôm nay là do thủy triều nó thấp thôi, cho nên là câu hôm nay nó cũng hơi là thất bại xíu nha anh em. Chứ thường thường thì nước càng nhiều câu càng xuống.
chúng ta. Được chứ? To quá đi em ơi. Ok. Ôi con này to. To lắm anh em ơi. Không có cái giỏ các bạn ơi. Quay cho anh em xem nha. Để cãi cô đấy. Đo luôn nha anh em. Đo luôn, có chưa được cái này. Bây giờ bác đo luôn. Mình cứ bác đo. Cứ stand như thế. Sao không chịu lại cái sao không? Ok. À, ngồi chịu chỗ đó này. Chờ một tí. ここだ。あ、5。50ちょうど。まだ。ちょうど50ぐらい。あ、ちょうど。わあ。ね、50センチ。わあ、でか。わあ。50。ちょうど。ちょうど50。わあ。すげえ。お。写真は?はい、ちょっと撮影お願いします。あ、ちょっと待ってよ。パイウンド。 chín cá rồi phải chạy nữa. Ô, có imakara đi. Quá xinh ghê. Ichimai wa bareta. Chukarimata ne. Chạy quá em ơi, bạn mình đang lên hàng bên đây nữa. To lắm. あ、取った。魚取った。取れた。はい。取れた。
bạn mình dính cá luôn, chưa kịp qua xa quá nè. To không? Con siêu thấy con nữa đó. Ờ, bạn mình dính luôn rồi nè. Quá tài đây luôn. Cúi gà sao nhỉ? Gì gì khó khăn rồi. Ờ, đọc cá rồi nè. Ôi mệt quá, hôm nay sống biển to quá. Bài đọc cá nè, hôm nay sống to quá.一匹タンが来たよ。3匹タンが来たよ。3匹タンが来たよ。あ、小さいのタンが来たよ。あ、小さいのタンが来たよ。あ、2枚。あ、2枚。あ、初めてです。あ、よかった。あ、違うね、また。もう今日いいや。 もういいよ。はい、もういいです。すげえ。あ。 mệt quá nè. Ôi, dính con cá to quá. Lần đầu tiên luôn trong đời mình dính luôn. Ôi. Chụp senti ở đây anh em. Giờ mình đi tiếp mình dính tiếp nha. Hôm nay đi 5 người các bạn, thành quả hôm nay đây. Thì hôm nay là con này là khá là to các bạn, đo cho bạn xem. Một gan, hơn 2 gan tay nha. Đây cái loại khác của bác câu nữa đây. Đây, tuyệt vời nha. Đây.
Thôi, bây giờ mình về nha các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Thì hôm nay là thủy triều nó hơi xấu, nhưng mà cái địa hình câu là các bạn đã thấy rồi đó. Mình cũng hướng dẫn các bạn những cái địa hình mà câu cáp nó có thể là nhiều. Thì hôm nay do thủy triều nó thấp, cái thứ hai nữa sóng nó mạnh quá, cho nên là mình câu chỉ được 3 chú nha các bạn. Trong đó có một con rất là lớn, nó có hơn 3 kg. Cáp mà các bạn ở Nhật có biết rồi đó, con mà nó lớn hơn mà 50cm á là nó đổ tầm hơn 3 kg rồi nha, rất là béo. Loại đó là lớn nhất rồi đó. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi, cũng cần gì các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ cho video của mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các bạn.